Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình lên cho anh em hai con âm ly karaoke gia đình. Đây, đầu tiên quay cho anh em con âm ly răng đời đầu nguồn đồng quạt đụng nóc nha. Hình thức máy là còn đẹp, ruột ghim nha các bạn. Đó, ruột là sò men zin luôn. Những con đời đầu thì trang bị 8 sò và cái nguồn tăng khô nó bằng đồng nên đánh rất là mạnh. Adiran BA203 ba la mã ha. Anh em có mua nhớ cái mã này giùm em. Con đời đầu là đụng nắp nè, đụng nắp là khi chúng ta đắp gắp cái nắp lại á là nó gần bằng cái nắp luôn. Đó là kêu đời đầu đụng nắp ha. Thì con này có công suất là 150W một kênh. À, hai kênh là chúng ta được 300W ha, đánh được lo chế độ là 4 ôm luôn. Đó, mặt tiền nút nát là nguyên dạng nha các bạn. Rồi mình xem bên trong. Đó, cái bo mạch là màu nâu nâu đen, màu đen nghe các bạn, màu xanh đen. Tăng phô ha, cái cục nguồn chúng ta nguồn xiến tròn dây đồng, cục này xịn sò ha. Tụ đầu còn đẹp, không có bị phù nghe nè. Sò ở đây sử dụng là 1018. Con này là sò MOSFET. Đó, con này là MOSFET ha, sử dụng 8 con 1018, số lớn nhất nha anh em. Điện trở xịn sò 5 dòng màu hết, mấy dòng này xài nó bền. Và chất lượng âm thanh cho ra nó khá là hay. Quấn mạnh lắm. Em này sử dụng Echo 2399. Cái bo mua xít ở dưới đây là rất nhiều vị xê ha. Bo dưới cuối cùng có nút 3S tăng giảm bass chép. Lúc đó nhắn vào âm thanh lên mạnh lắm. Rồi hình thức máy như thế, nắp ở đây nha, nắp này có phun sơn lợn, nắp nó hơi ghẻ tí xíu nha các bạn nè, nó có dấu nhỏ nha. Nắp này tại vì thời gian sử dụng lâu quá rồi thì nó bị xét nhẹ thì mình sơn lợn, sơn dầm lợn. Cái vỏ rất dày nha nè, vỏ này dày nặng á. Hàng đời đầu năm 2006-2007 đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Mấy con này xài rất bền, nắp nó dày. Rồi bây giờ mình lắp test. Đó, mình đang test nha các bạn. Đây là mình nhả ra 3S nè, nhắn 3S vào ốp phê nó ra mạnh hơn nhiều. Rồi mình nhảy ra ha. Rồi ở đây mình nhắn 3S nè. Mấy cái con âm ly mà Adiran đời đầu á, thực tế chất âm nó rất là hay nghe mọi người. Nếu mà con máy chúng ta chỉnh và riêng, nói chung máy hoàn hảo thì chắc âm những cái dòng này không thua kém gì những cái con âm ly hàng bãi nha. Nghe nhạc rất mạnh và tiếng khá là sáng. Volume G
chiếc app thì mình bao cho anh em sử dụng dặn từng con, nút volume nào dặn lên là up nó đều mượt hết, không lỗi volume nghe các bạn. Nó xài phải chuẩn như thế chúng ta xài âm ly nó mới ngon. Thì nhiều khi những cái con âm ly mà còn sử dụng tốt nhưng mà phần volume chiếc áp nó không có nghiêm chỉnh thì mình xài vẫn được nhưng mà nó đánh chưa hết, cái chất lượng âm thanh nó chưa ra đạt nha các bạn. Rồi ở đây mình test cái phần vang echo, cái con này IC2399 ha. Những cái dòng đời đầu thì 2399. Nó tiếng rất nhẹ nghe mọi người. Dòng này mình karaoke cũng khá là hay. Rồi test mic số 2 nè. Ở đây là mình đang nhắn vào chế độ mono ha, mình nhả ra nè. Nó có hai chế độ để chúng ta ca. Đây mình nhả ra là chế độ stereo là chế độ riêng biệt ha. Rồi tình trạng máy hoạt động tốt, nghiêm chỉnh nha anh em. Dòng này mình có thể sử dụng gia đình với chất lượng âm thanh khá là hay, và đặc biệt giá cả thì rất là phải chăng. Hiện tại con này mình đang bán với mức giá 1.200.000 đồng. Anh em nào xem thấy ưng ý liên hệ shop nha anh em. Âm ly Paramax thương hiệu số 1 mình đang bán nha các bạn. Nay về tiếp con nữa SA309XB. Hình thức máy còn chạy tốt, main zin 8 sầu lớn nha. Dòng này mình quýnh lo 25 hoặc lo 3 tắc. Dạng gia đình đánh cực đỡ luôn. SA309XB. Công suất cho ra là 460W, tương ứng là một kênh 230W, cho ra một kênh như thế này, R nè là 230W, kênh L cũng 230W luôn. Đó, thì mình gắn một cái này và cái này là đánh kênh R và kênh L trái phải. Đằng sau chữ bọng còn đẹp, mặt tiền cũng ok hết á. Rồi đây mình soi bên trong luôn. Dòng này đánh rất mạnh nha các bạn, tăng pô xuyến to. Sử dụng 8 sò Toshiba, 8 con sò đầu bò. Sò này khỏe lắm ha. Dòng âm ly mà chúng ta sở hữu 8 con này là cũng khá là VIP rồi. Tụ lọc nguồn 10.000 UF 100V. Có hai con relay luôn nha anh em. Đây. Đó, máy là sò nguyên keo hết. Mạch công suất nguyên dân riêng. Con này hiện tại mình đang bán giá 2.3 triệu. Còn chạy ok hết nha anh em. Nó bo mạch liền lạc, không lai cái bo nào ha. Và đặc biệt con này sử dụng echo này mình mới thấy luôn các bạn. Nè, bo zin Paramax nè. Cáp bọng nguyên dạng của nó nè. Đó, các bạn thấy cáp ha. Nhưng mà xài cái echo làm như con này không hiểu đời nào luôn. Nhưng mà nó xài cái loại chip. Đó. Một cái vỉ như thế này. Đó, cái bo echo ấy các bạn. Nó bo echo độc lạ luôn ha. Này mình mới thấy chứ thường mấy con này sử dụng là IC0306 hoặc là 50195. Nhưng mà cái này xài vỉ echo
thế hệ đời chắc đời mới đó, nhôm dày lắm nghe anh em nè, nhôm dày. Con máy này cũng rất nặng, nắp đầu sơn zin không có tuốt gì hết, nắp còn đẹp nghe anh em. Mình phối qua cặp ba ra mắt ba tắc luôn nha anh em. Con này quýnh cũng rất là mạnh ha. Dòng này là dòng FB 39 FB ha. Ở đây có hai cái volume lớn, nhưng mà một cái volume này là của nhạc, và một cái volume bên đây là có ghi nè, volume mid. Khi chúng ta muốn hát karaoke thì chúng ta chỉnh ga này lên ok hết rồi, mình phải chỉnh thêm con này lớn nữa là nó mới ra tiếng mít nha. Và ở đây có nút bù xịt ton. Nhấn vào là tiếng bass ra gắt lực. Ok ha, công suất là 8 transistor nè, 460W ha, có gì rõ ràng nha các bạn. Và dòng này thì mình karaoke cũng bá đạo luôn. Giá hiện tại mình đang bán chỉ là 2.300.000 đồng thôi. Một con máy ampli hàng xịn cao cấp của Baramax, đời này là cục diện đời cao nha anh em, đời mạnh rồi đó. Rồi mình cho ga lên nè, này chưa ra tiếng ha. Alo, alo. Ở đây mình phải dặn thêm cái volume này nữa nó mới ra tiếng mic drone nghe nè. Alo, 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 alo. Hey. Alo, 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 alo. Đó, anh em nghe ha. Alo, 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 alo. Hey. Ở đây là bo mic chúng ta trang bị là 7 cái volume luôn. Bo mic 7 volume và cái hệ thống nút nhấn nhã là không có nghe anh em. Cái đời này người ta tích hợp sẵn, không có sử dụng nhấn nhã. Alo, 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 màu, hay, 3, 4, 5. Đó, tiếng vang vọng, bình thường, hát tốt. Dòng này mình karaoke thì hết nước chấm rồi. Khá hay, trong cái tầm giá 2 triệu mấy. Alo, 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 màu, hay, alo, 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 hay, 3, 4. Đó, tiếng vang vọng rất nhẹ nghe anh em. Rồi thì hiện tại con máy này mình bán giá 2.300.000 đồng. Anh em về ghép loa vô là hát ha, không cần chỉnh sửa gì. Và tiền hàng là mình báo công khai, còn cái phí ship là chưa tính nha anh em. Anh em nào ở xa, các bác nào ở xa thì mình ship hàng á, là cái phí vận chuyển là bên người mua trả ha. Còn mình hỗ trợ mình đóng thùng hàng, đóng hàng đi an toàn cho các bác. Mình lấy công mình đóng hàng, đóng phòng kỹ lưỡng cho các bác thì mình chịu cái trách nhiệm là hàng ra đến nơi phải nguyên dạng, hoạt động tốt cho các bác. Hàng mới về, hiện tại shop vừa cập nhật thêm một mặt hàng mới Amply Karaoke Baramax, mã là SA369ARMAX Limited, hàng mới new 100% bảo hành 3 năm, bán với cái mức giá sập sàn bao anh em so sánh với thị trường. Hiện tại mình đang bán cái con này giá là 6.200.000 đồng, 6.200.000 đồng bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào xem thấy mình đang cần tìm một con Amply chính hãng xịn, công suất lớn, có trang bị Bluetooth và một cái nữa là cổng quang optical, anh em nên lựa chọn những sản phẩm này. Hàng xịn, chất lượng cao, bảo hành được là 3 năm cho mình sử dụng an tâm, và với cái mức giá mình đưa ra bao chắc bao tốt. Anh em nào xem thích liên hệ mình liền nghe anh em. Rồi, cảm ơn, bảo hành 3 năm bao ship toàn quốc nha anh em.